Tiểu sử Thánh Gertrude lễ kính ngày 14 tháng 11. Thánh Gertrude sinh năm 1256 và ngày mất năm 1302. Thánh Gertrude là một trong những vị thần bí nổi tiếng của thế kỷ 13. Cùng với Thánh Mettai, thánh nữ tập luyện một đời sống tâm linh gọi là hôn nhân huyền nhiệm, đó là ngài trở nên vị hôn thê của Đức Kitô. Đời sống của ngài kết hợp mật thiết với Đức Giêsu và Thánh Tâm, từ đó dẫn đến đời sống của ba ngôi Thiên Chúa. Thánh Gertrude sinh ở Eisleben thuộc Saxony. Khi lên 5 tuổi, ngài được giao cho các nữ tu Benedictine ở Vördalsdorf chăm sóc. Sau này ngài trở thành một nữ tu và vào năm 1251 ngài làm tu viện trưởng của chính tu viện ấy. Thánh Gertrude rất thích học hỏi. Ngài giỏi tiếng Latin và sáng tác thơ phú dựa vào phụng vụ thánh. Cuộc đời của thánh nữ, dù không có những biến động sôi nổi hay những hành động đáng kinh ngạc, nhưng sinh hoạt tinh thần của ngài thật đáng khâm phục. Ngài sống cuộc đời bí nhiệm trong tu viện, cuộc đời ẩn giấu với Đức Kitô. Ngài nổi tiếng là người sùng kính nhân tính thiêng liêng của Đức Giêsu trong sự thống khổ và trong bí tích thánh thể, và ngài cũng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Thánh nữ từ trần năm 1302. Lời bàn. Đời sống của Thánh Gertrude là một nhắc nhở cho chúng ta thấy tâm điểm của cuộc đời Kitô hữu là cầu nguyện, một cách riêng tư và trong phụng vụ, một cách bình thường hay huyền nhiệm, luôn luôn có tính cách cá nhân. Amen. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.